Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức, kỹ thuật viên công ty cổ phần công nghệ DS Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai model camera IP quay quét mini của Dahua, đó là các model SD3A200-GNP-VK-PV và model thứ hai SD3A205-GNP-PV. Vậy trong hộp của hai chiếc camera này có những gì, hình dáng, thiết kế của chúng ra sao? Hãy cùng mình theo dõi trong clip nhé. Đầu tiên, hãy cùng mình mở hộp model SD3A200-GNP-VK-PV trước nhé. SD3A200-GNP-VK-PV thuộc dòng sản phẩm Wissen. Các bạn có thể thấy vỏ hộp có màu chủ đạo là màu đỏ và màu đen trên nền trắng, mang đặc trưng các sản phẩm của Dahua. Trên vỏ hộp có ghi phân khúc của model và những đặc điểm nổi bật nhất. Bây giờ, chúng ta cùng mở hộp camera nhé. Trong hộp của camera bao gồm một nguồn 12V Naya, một túi các phụ kiện. Trong túi này gồm có sách hướng dẫn lắp đặt và cài đặt, một miếng dán định vị giúp chúng ta lắp đặt camera dễ dàng hơn, một QR code dùng để tải ứng dụng trên điện thoại, một miếng gắn bảo vệ hạt mạng RJ45 và một túi vít nở đi kèm. Và đây là camera của chúng ta, SD3A200-GNP-VK-PV. Camera được thiết kế vỏ và giá đỡ bằng nhựa. Phần camera màu đen, phần thân camera màu ghi. Camera có khối lượng khoảng 1,5kg. Thân camera được tích hợp 2 anten Wi-Fi chuẩn 802.11n cho tốc độ truyền tải lên tới 150Mbps/s. Phần mặt trước bao gồm ống kính có độ phân giải 2MP đi kèm đèn hồng ngoại khoảng cách 30m, một đèn flash dùng để cảnh báo các chức năng thông minh. Phía bên dưới là micro tích hợp. Phần mặt sau bao gồm loa tích hợp dùng để cảnh báo các chức năng thông minh và hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. Phía dưới có một nắp nhỏ, bên trong là khe cắm thẻ nhớ và nút reset cứng. Camera hỗ trợ cổng RJ45 dùng để kết nối bằng cáp mạng LAN trong trường hợp vị trí lắp đặt có tín hiệu Wi-Fi không đủ mạnh và một cổng cắm nguồn. Camera không hỗ trợ cấp nguồn qua PoE mà sử dụng nguồn 12V đi kèm trong hộp. Tổng quan lại, mình đánh giá model SD3A200-GNP-VK-PV thuộc dòng quay quét mini nên được thiết kế khá nhỏ gọn, chất liệu bằng nhựa nhưng không kém phần chắc chắn. Một vài tính năng nổi bật của camera có thể kể đến đó là có hỗ trợ kết nối Wi-Fi, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, tích hợp chuẩn IP66 kèm chống sét lan truyền 2kV, có chức năng bảo vệ quá tải điện áp, tích hợp tính năng SMD Plus và IVS thông minh bao gồm hàng rào ảo, vùng cảnh báo với thuật toán AI tập trung vào con người và phương tiện, có thể cảnh báo xâm nhập trực tiếp trên camera qua còi và đèn flash, có thể cảnh báo chủ động bằng phần mềm trên điện thoại. Tuy nhiên, camera không hỗ trợ cấp nguồn qua PoE, không hỗ trợ tính năng zoom quang nên phù hợp lắp đặt ở những khu vực không quá rộng lớn như hội trường, sảnh chung cư, sảnh tòa nhà. Dưới đây là thông số chi tiết của camera, mời các bạn tham khảo nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng mở hộp model SD3A205-GNP-PV. Cũng giống như model trước, vỏ hộp của model này gần tương tự, chỉ có điểm khác biệt ở đây là model này không có khả năng kết nối Wi-Fi nên mã sản phẩm không có chữ VK. Tuy nhiên, camera có khả năng zoom quang 5x đã được thể hiện trên tem vỏ hộp. Bên trong hộp cũng được nhà sản xuất tặng kèm một nguồn 12V 2A và một túi phụ kiện như thường lệ. Trong túi phụ kiện này bao gồm sách hướng dẫn lắp đặt và cài đặt, một miếng dán định vị giúp cho việc lắp đặt camera dễ dàng hơn, một mã QR code dùng để tải ứng dụng trên phần mềm, một miếng gắn chống nước bảo vệ hạt mạng RJ45 và một túi vít nở đi kèm. Và đây là camera của chúng ta, SD3A205-GNP-PV. Về thiết kế, model này cũng khá giống với model SD3A200-GNP-VK-PV bên trên. Tuy nhiên, do camera này không hỗ trợ kết nối Wi-Fi nên trên thân camera không còn sự xuất hiện của hai anten Wi-Fi nữa. Chất liệu vỏ của camera vẫn là vỏ nhựa,
phần camera màu đen, phần thân camera màu xám. Camera có khối lượng khoảng 1,5kg. Phần mặt trước bao gồm ống kính có độ phân giải 2MP, đi kèm đèn hồng ngoại khoảng cách 30m. Một đèn flash dùng để cảnh báo các chức năng thông minh. Phía dưới là micro tích hợp. Phần mặt sau bao gồm loa tích hợp dùng để cảnh báo các chức năng thông minh và hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. Phía dưới có một phần nắp nhỏ. Bên trong là khe cắm thẻ nhớ và nút reset cứng. Camera hỗ trợ cổng RJ45 dùng để kết nối bằng cáp mạng LAN và có thể cấp nguồn qua switch PoE. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn ưu ái tặng kèm một nguồn 12V 2A trong hộp. Tựu chung lại, model SD3A205 /GNP/PV thuộc dòng quai quét mini nên được thiết kế khá nhỏ gọn, chất liệu bằng nhựa nhưng khá chắc chắn, cầm camera không có cảm giác ọp ẹp. Camera được tích hợp tính năng SMD Plus và IVS thông minh, bao gồm hàng rào ảo, vùng cảnh báo với thuật toán AI tập trung vào con người và phương tiện, có thể cảnh báo xâm nhập trực tiếp trên camera qua còi và đèn flash, có thể cảnh báo chủ động bằng phần mềm trên điện thoại. Camera có khả năng zoom quang học 5x với ống kính điều chỉnh tiêu cự tự động từ 2,7 đến 13,5mm, giúp cho việc phát hiện chuyển động ở khoảng cách xa hơn lên tới hơn 100m, nhận diện đối tượng ở khoảng cách hơn 50m. Camera có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa 256GB, được tích hợp chuẩn IP66, kèm tính năng chống sét lan truyền 2kV và có chức năng bảo vệ quá tải điện áp nên có thể phù hợp lắp đặt ở ngoài trời. Dưới đây là thông số chi tiết của camera, mời các bạn cùng tham khảo nhé. Như vậy, mình đã cùng với các bạn mở hộp hai model camera IP Speedo Mini của Dahua mới ra mắt. Hy vọng video này sẽ giúp chúng ta lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất theo yêu cầu của mình và khách hàng. Nếu cần tư vấn chi tiết hơn, mời các bạn gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật của DSS Việt Nam 0911 812 888. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.